cuối tuần đi ăn quán bầu sen. Bầu sen quán đi chung bồ câu. Bồ câu quá, câu mày. Cô chở gì chị? Để chụp hình hả? Để trao vậy hả? Bánh xe bò à? Bánh xe bò này sửa lại rồi hả? Bánh này còn thinh. Đó em. Gà đá hả? Hay gà kiển? Rồi cảm ơn em. Chuồng gà coi nuôi gà gì đấy không biết. Đây nuôi gà gì ạ? Đây là cầu tre lắc lẻo. Cúc, chuồng cúc. Hãy xuống các thờ tượng dưới em. Là bên trong cái chòi. Bên trong chòi. Anh Hùng Quỳnh Thuy bốc bỏ đá vô. Uống hai chai kèn chai nước suối. Của ta. Của mẹ. Mẹ uống đá không? Cho luôn. Chút mà có hết nước uống. Xò huyết xào tỏi chấm với muối tiêu tắt. Thứ hai, gà chiên nước mắm chấm với muối tiêu chanh luôn. Có người ăn à? Vô. Vô. Chị ăn thử thôi. Đây là hàu nướng phô mai. Quay cận nha. Gì? À, rồi ăn thử ngon không?
Ngon không? Hôm nay con bật cười. Mau mau gì? Cao lớn hả? Rồi món này là cái gì đây? Đây là vú sữa nướng. Vú nướng. Sa tế. Ướp với sa tế với gì? Chao, giống chao đó. Chấm với chao, ớt với dưa. Chấm nắng nữa đó. Chấm tiêu đó, muốn chấm gì chấm. Còn con chai à? Mắm chấm gà. Thi ăn phô mai không? Nè, dĩa gà này cũng coi ăn hết đó nha. Lễ lớn nha. Wow, quá. Lễ này lễ gì vậy ta? Thì mà dẫn ta đi ăn hỏi lễ gì vậy ta? Lễ này đâu có lễ. Lễ tháng 3. Rồi 8 tháng 3. Việt Nam. Rồi mời cả nhà em. Lấy gì hả? Dùng bữa nha. Lấy gì? Muỗng hay đũa? Muỗng á, nặng căng lắm luôn. Không có. Uống bia húp luôn. Rồi, mời cả nhà dùng thử heo. Hôm nay con bật cười á nha. Rồi, hiểu. Cầm lên, lấy cái tay cầm lên. Nóng không? Còn nóng không? Hai tay coi. Tóc rồi, lum rồi, rồi ăn đi. Ăn phô mai trước đi rồi Hào đưa cho ba. Ừ. Rồi. Giờ là chuẩn bị nướng vú nướng. Vú này vú heo. Có vú bò không nè? Chắc có quá. Con quay cho. Không. Gà. Quán này là quán bầu sen nha anh chị và các bạn. Quán bầu sen này ở dưới đường đi ở dưới chỉ về cung á, ở Long Bắc á, ở thị xã Hòa Thành á, Tây Ninh á, hôm nay lên thị xã rồi. Rồi cả nhà thấy đẹp không? Nó chỉnh lên nó màu vàng, vú bò, vú heo. Rồi. Nó chín rồi, cái vàng vàng nó khô lại rồi là nó chín rồi. Ủa rồi đứa con mẹ quất là sao? Đứa nẻ đây. Sao thấy cay lắm hả? Diễn xe coi. Có gì không? Rồi xong. Chín xong rồi nè, cái mình gấp vô. Cái mình bỏ vô cái chén nè, đó cái mình ơi, lấy cây cái gì à? Dưa nè. Với chuối nè, đó. Dưa với chuối, chuối chát với khế nè. Cái đầu mình chấm vô miếng chao với ớt cay. Sâu vô mới cay. Rồi cái mình
Mời quý vị các bạn ăn nha. Ngon quá, làm ơn chấm vô nè. Chào rất đại nha. Rồi bây giờ đã xong, mình về thôi. Rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nha. Giờ đã lên đèn rồi, quán nó đã lên đèn. Con băng dài xong chưa? Rồi giờ đi về thôi quý vị và các bạn ơi. Rồi, chúc buổi tối vui vẻ. Rồi bye bye. Rồi, đi thôi đừng có bay. Rồi bye bye nha. Thành phố nó lên đèn luôn rồi. Rồi rồi bao quay rồi đó, rồi đi. Xích đu. Đây là khu nấu ăn. Rộng rộng lắm. Rồi đây đây. Ra xe về thôi. Wow con gà. Con gà này gà gì thấy? Hả? Con gà trống hả? Rồi đây ra. Màu sen. Lúc ăn hết và lúc cần hết hồn. Rồi ra xe về thôi. Rồi lên xe về nè. Lên xe về. Cửa đi. Rồi. Cửa không?